Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật nhắm vào luật an ninh mới của Trung Quốc đối với Hồng Kông. Dự luật trừng phạt các ngân hàng giao dịch với các giới chức Trung Quốc nào thực thi luật an ninh quốc gia. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói luật an ninh quốc gia Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông là chỉ dấu về cái chết của nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống phá hoại những quyền tự do của cựu thuộc địa Anh. Dự luật Hạ viện Mỹ thông qua hôm 1 tháng 7 phản ánh những quan ngại ngày càng tăng tại Washington về luật an ninh của Trung Quốc mà quốc tế cho là một dấu chấm hết cho sự tự trị của Hồng Kông. Dự luật Hạ viện Mỹ vừa thông qua tương tự như dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua tuần trước. Dự luật của Hạ viện sẽ được đưa lên Thượng viện để thông qua trước khi chuyển đến Tổng thống Donald Trump để ông ký ban hành hay phục quyết. Hoa Kỳ đã bắt đầu bãi bỏ quy chế đặc biệt của Hồng Kông theo luật Mỹ, ngưng xuất khẩu quốc phòng và hạn chế lãnh thổ này tiếp cận với những sản phẩm công nghệ cao.